sau đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy mộng mang cá. Thứ nhất là đây là thông số cài đặt của cái phôi. Đây là cài đặt điểm A, đây là số phôi là điểm A. A đây. Còn điểm C, là cái chiều động của mộng. Chiều động của mộng là 9. Đây là chiều động của mộng đấy các bạn. Chiều động của mộng là từ khoảng cách là 2 tầng này. Đây là chiều động của mộng. Còn thông số E9 là chiều sâu của mộng. Mình sẽ sử dụng cài đặt bằng tay. N là khoảng cách từ đầu phôi đi vào đến mộng là khoảng cách là cho mình cài đặt trên đây. Khoảng cách N thì nó sẽ tự nó chia. Đây là thông số chung của cài đặt của máy mộng mang cá. Thứ nhất là thứ hai nữa là cái quan trọng nhất của các bạn trong cái cài đặt là thông số số 7 đây. Ví dụ là thông số 7 này mình sẽ cài đặt là số 8 thì chắc nó không cho. Và số 6, số 5, số 4 thì số mộng nó sẽ từ các răng mộng này nó sẽ thưa ra. Ví dụ là cái thông số mộng là 180 thì nó chỉ cho định dạng tối đa là 7 răng. 1 2 3 4 5 6 7. Cái này số 7. Nhưng mà đây mình cài đặt số 8 thì chắc chắn là không nhiều nó cho rồi. Nhưng mà số 6 kiểu nào nó sẽ cho bàn cài đặt. Số nào cũng được nhưng mà sẽ thưa ra. Thưa ra số 1 này. Đó là thông số quan trọng nhất là các bạn khi cài đặt. Đây là bảng thông số. Số này là số 100 này. Số định dạng mình đặt trước để mình chạy 100 cây là mình sẽ chạy đủ 100. Số này là số mình chạy hàng. Khi cái chạy nó đủ 100 cây là máy nó sẽ dừng lại. Và thông số cài đặt của nó. Còn số 10 đến dây này. Số 10 đến dây này là nó hiển thị cho tốc độ làm việc là 10 đến dây. Đó. Là dưới là hồ quang nghĩa là cái tốc độ đi ra của phôi, tốc độ làm việc. Đó là cái cách chỉnh mộng của mộng mang cá.